Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Bình Phúc TV, kênh em chuyên tổng hợp những tình huống trộm cắp trên đường phố được camera quay lại để em chia sẻ cho quý vị xem biết đường bảo vệ tài sản của mình thật tốt, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Và nếu như quý vị có thương em thì hãy nhớ đăng ký, like video và chia sẻ video này đến tất cả mọi người để mọi người cùng cảnh giác. Và bây giờ em xin kính mời quý vị xem video. Chúng ta đến với vụ trộm đầu tiên. Quý vị hãy tập trung vào người đàn ông quẩy chiếc ba lô này nha. Coi cái tay nó kìa quý vị. Ghê không? Nó thò tay nó bợ đi một chiếc ba lô của ba người đang cắm đầu vào chiếc điện thoại không đó. Đi ăn mà cũng mất tài sản rồi đó quý vị. Kinh khủng không? Bởi vì là chúng ta đi đâu là cẩn thận, chú ý nè, đừng có chủ quan. Rồi, sau đó nó đứng đi một nước một luôn. Chẳng ai hay biết mình mất nguyên chiếc ba lô nữa đó. Trời thằng cho nó không. Tiếp tục đến với vụ thứ hai nè. Lúc này, lợi dụng lúc đêm tối, một tên đạo trích nó đã từ từ đi vào bên trong một sân nhà. Để coi nó làm gì nè quý vị ơi. Rồi rồi, vậy là nó bỏ chiếc xe nha. Coi kìa. Trời ơi, chiếc xe cà tàng chở hàng của người dân đâu quý vị. Nó bợ luôn, không từ thứ gì hết trơn mà. Xe cũ, xe mới gì là nó hốt hết. Bên ngoài có một thằng đi trên một chiếc xe máy nữa đó. Khỏi cần bẻ phá, dắt ra thằng kia kè là giọt đi thôi đó. Thấy chưa, đừng có ý ý mà xe mà bèo, xe cà tàng. Nó bợ hết luôn đó quý vị ơi. Lúc này là chúng ta cần cảnh giác đi. Tiếp tục đến với vụ thứ ba đây. Lại là hai nam thanh niên chắc đi chơi về, không bịt khẩu trang và không đội nón bảo hiểm luôn. Bốn thằng luôn nha quý vị. Hai thằng rất nhanh bay xuống, nó bỡ cái bàn luôn kìa. Trời ơi, tụi này nó báo quý vị ơi, hình như có người phát hiện hay gì. Coi kìa, nó chạy rồi nó bỏ lại cái bàn luôn, nó không lấy được luôn. Trời thằng cho tụi này không. Chúng ta tiếp tục nữa đây. Lúc này xuất hiện một tên đạo trích. Rồi rồi, nó bỏ thứ gì rồi? Một chiếc xe đạp của cha em luôn quý vị. Hai chiếc xe đạp. Chủ nhân hai chiếc xe này không chịu đem vào bên trong, để ở bên ngoài nó bỏ hết một chiếc rồi. Sau đó là lẳng lặng bỏ đi luôn thấy chưa. Tiếp tục nữa nè. Rồi, một thằng, hai thằng, ba thằng, chắc đi tầm cỡ 4-5 thằng luôn. Nó đột nhập vào bên trong một khu trọ, có thể thấy là rất nhiều xe luôn đâu quý vị. Còn nó lựa xe luôn kìa, thấy ớn không? Này là ban ngày luôn nha. Những ai ở trọ là hết sức chú ý nè. Trời ơi, nó rất tỉnh luôn quý vị. Không có một sự mà gấp gáp gì hết trơn thấy không? Dắt xe, sau đó là nó câu dây điện hay gì đó. Rồi, thế là đã xong một chiếc. Tiếp tục bỏ thêm chiếc thứ hai nữa kìa. Quá ghê gớm luôn rồi quý vị ơi. Ai ở trọ thì xem video này để rút ra một bài học kinh nghiệm để bảo vệ tài sản của chính mình nha. Tài sản mình thì mình bảo vệ đi, chẳng có ai bảo vệ được cho chúng ta đâu đó. Và sau một lúc, tụi nó đã lấy đi hai chiếc xe và tẩu thoát. Trước khi đi nó còn khép cái cửa gào lại luôn đó quý vị. Kinh chưa? Đây, đây là một video em đem lên cho quý vị xem. Này chắc ăn là video dàn dựng thôi nha quý vị. Nhưng để cho mà những ai ở trọ coi cái cách mà nó mở phá kìa. Thấy hớn không? Coi để rút ra một bài học kinh nghiệm nha. Có một thằng trộm nó đang đứng gình mò ở bên trong những phòng trọ này nữa nè.
Còn đó kìa quý vị, thấy chiếc xe đậu trước phòng trọ, không ai chú ý hết trơn, chắc ngủ trưa hết rồi. Bay vô là bẻ phá rất nhanh liền. Tụi nó thường thường đi vô những cái khu trọ là trộm tài sản dữ lắm luôn đó. Bởi vì cửa nẻo là hết sức cẩn thận nha. Hình như là có người hay gì mà nó giọt đi luôn rồi quý vị ơi. Rất may mắn cho chủ nhân chiếc xe này. Rồi, vụ gì nữa đây? Một nam thanh niên với cái dáng vẻ là lén la lén lút luôn kìa quý vị. Ê, nó ngoắt một chú chó kiển nha. Trong khi đó là có một bà chị đang đứng làm nước luôn kìa quý vị. Chắc nó giả vờ vô mua nước, lợi dụng sơ hở của chị chủ này là bởi chú chó này là xiền luôn rồi. Rồi đó, nó bắt chú chó nó nhét vào bên trong cái áo đó, sau đó là bay lên xe, giọt đi. Chúng ta đến ví dụ tiếp theo nữa nè. Hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy, một thằng rất nhanh bay vào bên trong. Quý vị xem nè, nó bợ nguyên một cái vỏ gà, không biết nó canh me từ hồi đời nào luôn đó. Sau đó là bay lên xe giọt đi. Kinh khủng. Chắc nó canh me dữ lắm rồi. Chị này chỉ chạy ra thì đã quá muộn màng luôn rồi quý vị. Đây đây, hãy tập trung vào cái trường hợp này nha. Những ai đi đường là hết sức cảnh giác nè. Coi kìa, lúc này nè, ngay khoảnh khắc này quý vị hãy chú ý nè. Lúc này là mình phải tỉnh táo nha. Rồi, thằng đó thò tay lấy đi một chiếc túi xách, sau đó là giọt đi. Nó dàn cảnh để lấy tài sản đó. Một thằng giả vờ là quẹt xe của mình để gây sự tập trung đó. Sau đó là một thằng có nhiệm vụ là thò tay lấy tài sản và giọt đi. Trời ơi trời, quý vị thấy ghê không? Đi ngoài đường luôn đó nha. Bởi vì hãy nhớ tới khúc này là mình hết sức tỉnh táo nha. Lúc này có hai nam thanh niên, nó đi vào bên trong con hẻm, nó gảo tới gảo lui, nó nhìn vào bên trong nhà không à quý vị. Tới công chuyện với tụi này rồi, và hãy chờ xem tụi này nó làm gì đây. Rồi, một thằng đứng canh, còn một thằng nó đang là cắt cái ổ phá cửa nhà luôn kìa quý vị. Đây là vào buổi trưa luôn đó. Thấy cái sự liều lĩnh và táo bạo của tụi này không? Chủ nhà chắc đi vắng rồi, móc cái ổ phá ở bên ngoài đó, tới công chuyện như nó liền thấy không? Những ai xem video của em, nếu có thương em, ủng hộ em bằng cách đăng ký, like video và chia sẻ video đến tất cả mọi người để cho mọi người cùng cảnh giác đó. Chắc phải dùng kìm cộng lực cắt nữa là xiên rồi quý vị. Thấy chưa? Thấy là xong rồi đó. Quý vị hãy chú ý cái ổ phá của chúng ta đó nha. Đi đâu là móc cái ổ phá vô phá cửa, tưởng đâu là ngon lành cành đào rồi, nhưng mà không nha. Xem những trường hợp này là mình phải là có cái biện pháp gì để phòng ngừa. Thế là bay chiếc xe rồi kìa. Quý vị thấy sự kinh khủng của tụi này không? Tiếp tục nữa nè.
Đây này, quý vị hãy chú ý hai thằng đi trên một chiếc xe máy kìa. Nó phát hiện ra bà chị đang karaoke cái thùng loa kéo kéo luôn nha. Mà không biết cái chị kia chỉ làm cái gì mà chú ý vô ca đó quý vị. Nó bay vô, nó bỏ nguyên cái thùng kéo kéo luôn, mới ghê chứ. Em xem cái trường hợp này mà em kinh thiệt. Đây nè, đó, nó vác nguyên cái thùng kéo kéo bỏ lên xe quý vị. Trời ơi, trời, bà chị mới gượt theo bà qua kìa. Gượt theo la làng luôn. Đang karaoke luôn đó nha. Hết biết không? Rồi, quý vị xem thì hãy nhớ cảnh giác. Nhớ đón xem những video tiếp theo của em nha. Em xin cảm ơn rất nhiều.